của ta là một gia đình lớn. Hội của ta là anh em một nhà. Tạp chí Tri thức và đời sống. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kỳ này tạp chí xin được gửi tới những tin bài sau đây: trang tin hoạt động hội, tin hoạt động Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Hội Người Mù thành phố Hà Nội triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Tin hoạt động của các đơn vị Mỹ Đức, Thanh Xuân, Long Biên, Ba Đình và Hoài Đức. Văn nghệ bài Trái tim không tật nguyền do Hữu Tùng trình bày. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài Hành trình truyền cảm hứng của MC Khiếm Thị, tác giả Hồ Minh Quang, Hội Người Mù quận Ba Đình. Bài đạt giải 3 cuộc thi viết Người Khiếm Thị Thủ Đô thực hiện lời dạy tàn nhưng không phế 2021. Danh ngôn: cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Văn nghệ bài Người Mù Hát Tình Ca do Minh Quân trình bày. Đề cương tuyên truyền 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chuyên mục phổ biến kiến thức với bài Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt do nắng nóng, báo Sức Khỏe Đời Sống. Chuyên mục Dòng Cảm Xúc, Nhà Của Nắng, tác giả Dương Thanh Hiền, Hội Người Mù quận Hoàng Mai. Bài đạt giải khuyến khích trong cuộc thi viết Người Khiếm Thị Thủ Đô thực hiện lời dạy tàn như không phế năm 2021. Văn nghệ bài Tình Yêu Hà Nội do Hoàng Mạnh Cường trình bày. Chuyên mục chân dung cán bộ hội viên với bài Ông Táo Văn Nghệ của những người khiếm thị thủ đô, tác giả Nguyễn Thảo Đan, Hội Người Mù quận Đống Đa. Bài đạt giải khuyến khích trong cuộc thi viết Người Khiếm Thị Thủ Đô thực hiện lời dạy tàn như không phế năm 2021. Trang thơ của cán bộ hội viên với các bài thơ của các tác giả Bác Cấn Thị Thật, Bác Đỗ Văn Tài, Hội Người Mù quận Cầu Giấy và tác giả Đàm Quyết Tiến, Hội Người Mù huyện Phúc Thọ. Ngày hội toàn dân, ngày hội non sông, biển và nỗi nhớ. Người mù đó đây với bài Giày tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp người khiếm thị tránh chướng ngại vật. Văn nghệ bài Gặp Mẹ Trong Mơ do Thảo Xuân trình bày. Tủ sách pháp luật, toàn bộ chính sách đối với người khuyết tật từ mùng 1 tháng 7 năm 2021. Lời cảm ơn của ban biên tập